Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Dự án cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long đang đếm ngược đến ngày thông xe. Các cái công tác hoàn thiện đang gấp rút hoàn thành khiến cho cái diện mạo dự án đang thay đổi rất là nhanh. Tuy nhiên thì như ở một video trước thì có nhiều bạn đã comment băn khoăn rằng các phương tiện sẽ lưu thông thế nào nếu mà cầu cạn thông xe, trong khi 6 cái đường dẫn lên xuống giữa đường trên cao và dưới thấp chưa được triển khai. Còn cầu Thăng Long thì lại đang cấm lưu thông để phục vụ công tác sửa chữa. Có khi phải tạm mở cái giải phân cách ở cái đoạn này để các phương tiện quay đầu chăng? Không biết là bạn nào có câu trả lời thỏa đáng cho cái vấn đề này. Xin hãy comment ở dưới video để thỏa mãn những cái thắc mắc chung của nhiều bạn nhé. Còn không thì chúng ta đành chờ đợi cái phương án từ các cơ quan quản lý thôi. Hiện tại phần lớn các cái công tác ở phía trên mặt đường trên cao gần như đã hoàn tất như ở cái đoạn này rồi. Hà Nội 24 giờ sẽ cập nhật chi tiết hơn cho các bạn trong một video sắp tới. Còn hôm nay thì mình sẽ quay lại cho các bạn một số hình ảnh về công tác sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Khi mà vừa qua thì dự án này bị nhiều cái báo mạng dập tơi bời và có nhiều những cái thông tin nó nhiễu loạn, không đúng sự thật. Đây là khu vực cầu Thăng Long đang tiến hành dự án sửa chữa mặt cầu và mấy ngày gần đây thì dự án đang đạt được nhiều những kết quả khá là khả quan. Để đảm bảo cái quy trình thi công thì phần lớn các cái công tác quan trọng đang diễn ra bên dưới cái mái che di động này. Lần trước thì mình có quay dự án này thì đơn vị thi công đang tiến hành bóc rỡ cái lớp thảm cũ để lộ cái bản thép mặt cầu. Thời gian qua thì các đơn vị thi công đã tiến hành làm sạch cái bề mặt bản thép mặt cầu khỏi cái lớp keo dính cũ và những cái khu vực han rỉ. Sau đó thì bản mặt thép sẽ được phun sơn keo chống rỉ. Đợt đại tu cầu Thăng Long lần này thì đơn vị thi công sẽ không dùng cái công nghệ và cái loại keo như trước mà sử dụng công nghệ của Pháp với lớp bê tông đa năng có độ đàn hồi cao phủ ở phía bên trên. Công nghệ này đã được các cái chuyên gia và kỹ sư ở trong nước nghiên cứu thử nghiệm hơn 2 năm nay rồi. Sau khi phun sơn keo chống rỉ cho bản mặt thép mặt cầu thì các đơn vị thi công sẽ hàn tổng cộng khoảng 1,5 triệu cây đinh neo lên cái bản mặt thép này. Đương nhiên là sẽ không làm liên tục, đơn vị thi công sẽ làm theo kiểu cuốn chiếu. Với mỗi đoạn hàn đinh xong thì sẽ được trải lưới thép, sau đó thì đổ bê tông UHPC và cuối cùng là thảm cái lớp bê tông nhựa. Cách đây khoảng 2 ngày thì các nhà thầu đã tiến hành đổ thành công khoảng 120 mét bê tông siêu tính năng đầu tiên thuộc cái dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Và để có thể thảm toàn bộ cái mặt cầu Thăng Long thì dự kiến cần khoảng gần 40 lần đổ bê tông như thế này. Công tác này được thực hiện ở bên dưới cái mái che di động. Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay nếu mà thời tiết có nhiều thuận lợi. Cách đây vài tuần thì nhiều tờ báo mạng ồn ào về dự án này khi cho rằng dự án có sự tham gia của các chuyên gia Trung Quốc, dùng công nghệ Trung Quốc và chỉ trích khá là gay gắt. Tuy nhiên thì sau đó các thông tin cũng đã dần rõ ràng là không có chuyên gia Trung Quốc nào tham gia vào cái công tác sửa chữa cả. Chỉ có 2 kỹ thuật viên người Trung Quốc sang bàn giao và hướng dẫn cái thiết bị giải và bảo dưỡng bê tông siêu tính năng của các nhà thầu thi công mà thôi. Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long có tổng chi phí gần 270 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ chấm dứt cái tình trạng hư hỏng mặt cầu Thăng Long suốt nhiều năm qua. Ngoài việc sửa chữa mặt cầu thì đơn vị thi công còn làm lại các cái khe có giãn và cái hệ thống thoát nước ở trên mặt cầu nữa. Hiện có công tác sửa chữa do các nhà thầu Việt Nam tiến hành và nhiều công tác được thi công 24/24 giờ để đảm bảo hoàn thành sớm nhất, do cầu Thăng Long nằm trên cái trục đường vành đai 3 huyết mạch của thủ đô. Các tuyến xe buýt và phương tiện ô tô được phân luồng sang phía cầu Nhật Tân và gần đây thì đang gây nhiều khó khăn cho cái lưu thông ở phía cầu Nhật Tân hoặc là đường Võ Chí Công. Ở dưới tầng 2 cầu Thăng Long thì xe máy vẫn lưu thông bình thường. Mình nhiều lần đi xe máy qua cây cầu này khi trời mưa và nhiều lần hứng chọn cái nước bẩn từ trên xả xuống. Hà Nội 24 giờ sẽ tiếp tục cập nhật cái công tác sửa chữa cầu Thăng Long cho đến khi dự án này hoàn thành. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cái lần cập nhật tiếp theo của Hà Nội 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.